lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ra quân kiểm soát tất cả phương tiện, đồng thời được phép dừng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường để kiểm tra mà không cần phải chỉ ra lỗi vi phạm ban đầu. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông. Khi dừng phương tiện kiểm tra các loại giấy tờ liên quan, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát giao thông sẽ kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá số người quy định, chạy quá tải, vận chuyển hàng nguy hiểm và cháy nổ. Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh được phép dừng các phương tiện để kiểm soát giấy tờ mà không cần có lỗi ban đầu. Đây là một trong nhiều nội dung trong kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 6. Trong khoảng thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổng kiểm soát đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, từ 19 giờ đến 2 giờ hàng ngày, các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt sẽ tổ chức ít nhất một ca công tác kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm đen về tai nạn giao thông đã xác định trên địa bàn đảm trách. Các tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối và đấu tranh với hoạt động tội phạm khác. Một đoạn clip ghi lại cảnh người điều khiển xe máy sang đường thiếu quan sát gây tai nạn liên hoàn cho 3 xe máy khác được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 10 tháng 5 tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đang lưu thông trên đường, người điều khiển xe máy đột ngột rẽ sang bên trái, sang làn đường ngược chiều mà không hề quan sát. Không chỉ gây tai nạn cho bản thân người điều khiển phương tiện, còn khiến 3 chiếc xe khác gặp nạn. Rất may những người trên 4 chiếc xe này đều chỉ bị thương nhẹ. Nhiều người bày tỏ bức xúc về việc người lái xe máy sang đường ẩu gây tai nạn liên hoàn và lên án mạnh mẽ hành động này. Sáng ngày 13 tháng 5, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi chiếc xe bồn va chạm liên tiếp vào xe khách và xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ, khiến cả 3 xe cùng hư hỏng, tài xế xe bồn bị thương nặng, kẹt cứng trong cabin. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 5, xe bồn mang biển kiểm soát 61C30725, chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn cách vòng xoay ngã tư Đồng Xoài khoảng 100m, thời điểm này tín hiệu đèn giao thông đang báo đèn đỏ, nhiều phương tiện đang dừng phía trước. Tài xế xe bồn không làm chủ được tay lái, đã tông vào xe khách biển kiểm soát 93B00573, xe đầu kéo biển kiểm soát 95C04266. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bồn bị dập nát phần đầu, tài xế xe bồn bị kẹt cứng trong cabin. Thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều phương tiện xe máy cũng đang dừng đèn đỏ, rất may đã không xảy ra thêm thiệt hại. Chiều ngày 13 tháng 5, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 550 triệu đồng đối với lái xe và chủ của 27 xe tải chở than thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Âu Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Anh. Đây được cho là đoàn xe nhiều vi phạm giao thông, gây bức xúc trong dư luận ở Đồng Nai trong thời gian qua. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép xếp hàng đối với xe ô tô tải. Tại thời điểm kiểm tra, 7 lái xe không có giấy phép lái xe, 1 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Đồng thời các lái xe, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đây là đoàn xe nhiều vi phạm giao thông nhưng không được xử lý nhiều năm qua, gây bức xúc dư luận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc có hay không sự bảo kê, làm ngơ đối với những đoàn xe trên của một số người có trách nhiệm.